nhằm thu hút các tập đoàn doanh nghiệp mạnh vào tìm hiểu cơ hội đầu tư hợp tác tại tỉnh Nghệ An. Bắt đầu từ xuân Kỷ Sửu năm 2009, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư. Từ đó đến nay, vào mỗi dịp đầu năm mới, hội nghị trở thành ngày hội đầu tư trên quê hương Bắc Hồ, thu hút ngày càng đông đảo các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Nghệ An. Sau 7 lần tổ chức, rất nhiều dự án đã được ký kết và triển khai thực hiện hiệu quả, tạo động lực quan trọng cho Nghệ An phát triển kinh tế xã hội. Năm nay là năm thứ 7 liên tiếp, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nhằm gặp gỡ, đối thoại và đặc biệt là tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các dự án đầu tư vào Nghệ An trong những năm qua được đánh giá là hiệu quả, có phần nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cũng từ các cuộc gặp gỡ đầu xuân thường niên này, nhiều nhà đầu tư đã chọn Nghệ An làm điểm dừng chân với cả chuỗi dự án sử dụng công nghệ cao, phát huy hiệu quả các nguồn lực, lợi thế đất đai, lao động của tỉnh. Điều này càng được chứng minh cụ thể khi số lượng các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh đã tăng nhanh về số lượng, ngày càng có nhiều dự án có mức đầu tư lớn, công nghệ hiện đại được đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội Nghệ An phát triển. Có thể nói, hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu năm mới hàng năm là dịp hội ngộ của các nhà đầu tư, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với mục đích vì một Nghệ An phát triển. Tôi rất vui được đến hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư năm nay. Sau 19 năm đầu tư tại Nghệ An, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp ngành để sắp tới sẽ tiếp tục phát triển việc đầu tư tại Nghệ An. Hôm nay về đầu tư tại quê hương thì trước hết về môi trường đầu tư thì tỉnh Nghệ An có rất là nhiều đổi mới, tạo cơ chế thông thoáng cho các nhà đầu tư vào đầu tư tại Nghệ An. Thứ hai là về điều kiện vị trí địa lý và con người Nghệ An thì nói chung là so với các tỉnh bản là tốt hơn, và đó là những cái điều kiện mà cơ bản để các nhà đầu tư quyết tâm đầu tư vào Nghệ An. Tỉnh Nghệ An là địa phương có môi trường đầu tư tốt. Chúng tôi là công ty của Ấn Độ. Chúng tôi rất vui khi vào đầu tư tại Nghệ An. Công nhân ở đây có độ tuổi trẻ, thông minh, chịu khó và học hỏi nhanh. Các khu công nghiệp đã bắt đầu được xây dựng nhiều, giúp chúng tôi có thể liên kết để sản xuất và xuất khẩu sản phẩm của mình rất tốt. Chúng tôi vừa khởi công nhà máy nước sông Lam từ Nam Đàn xuống, và từ cái công văn đầu tiên mà chúng tôi đến làm việc với tỉnh đến lúc khởi công thì không đầy 5 tháng. Thì đấy là một cái minh chứng rất là rõ về các cái thủ tục mà trong quá trình xúc tiến đầu tư của Nghệ An đối với các doanh nghiệp, cái công tác chuẩn bị của Ủy ban nhân tỉnh cho cái hội nghị xúc tiến đầu tư đó này là rất là chú đáo. Nghệ An là tỉnh có rất nhiều tiềm năng để hợp tác đầu tư phát triển, đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26 về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đây là cơ hội mở ra những định hướng vững chắc nhất cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, đưa Nghệ An trở thành tỉnh trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát điều chỉnh bổ sung các loại quy hoạch, ban hành các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư phù hợp và nhất quán trong việc thực hiện các chính sách đó, thực hiện tốt phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình đăng ký, triển khai và thực hiện dự án có hiệu quả. Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng và 42,5 triệu đô la. Ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư 11 dự án với tổng số vốn gần 4.000 tỷ đồng và 96 triệu đô la vốn đăng ký. Tại hội nghị lần này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp tín dụng cho 5 dự án với tổng số vốn thu xếp trên 9.100 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam cũng trao tặng cho tỉnh Nghệ An 15 tỷ đồng cho quỹ đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ cao, phục vụ tăng trưởng xanh, và 10 tỷ đồng cho chương trình nâng cao kiến thức hội nhập cho cán bộ công chức trẻ của tỉnh Nghệ An. Tôi cho rằng cái hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư năm nay rất là tốt. Cái tốt thứ nhất ấy là tổ chức rất là hoành tráng và rất là đông các cái nhà đầu tư từ ngoài tỉnh và nước ngoài về đấy. Hai là cộng đồng doanh nghiệp của nhiều Nghệ An cũng dự rất đông, và nhiều cái dự án lớn, công nghệ hiện đại và mang cái tính nền tảng tạo đà cho cái sự phát triển được triển khai. Và những dự án này sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ triển khai rất là nhanh và thu được cái hiệu quả lớn. Tỉnh sẽ bám sát các cái dự án để chỉ đạo lãnh đạo tháo gỡ những cái khó khăn để tiến độ của dự án đến cái nhanh nhất.
Với chủ trương mở cửa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước nhằm đưa tỉnh Nghệ An sớm trở thành trung tâm phát triển kinh tế trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ và của cả nước. Tỉnh Nghệ An phấn đấu thu hút đầu tư ít nhất 100 dự án với số vốn đăng ký đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Nghệ An thuộc nhóm khá của cả nước và đứng trong nhóm 30 tỉnh thành phố có điểm PCI tốt nhất năm 2015. Với sự quan tâm của chính phủ, sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, sau hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Ất Mùi 2015, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục có nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng trong thời gian tới.